3. Đánh giá những bước phát triển, cân bằng mong muốn và số liệu thực tế. Vodafone là công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực điện thoại di động. Hướng đi của Vodafone xoay quanh các lựa chọn lĩnh vực mà công ty tiếp cận. Trước hết, công ty quyết định chỉ cung cấp dịch vụ, không mở rộng sản xuất thiết bị, nên họ đã bán thương hiệu thiết bị sản xuất cho Ericsson. Công ty quyết định trở thành nhà cung cấp mạng không dây đơn thuần, ngừng phát triển mạng có dây. Mở rộng địa lý, hoạt động trên phạm vi toàn cầu, phù hợp với người sử dụng điện thoại di động, chấp nhận rủi ro và mở cửa hàng bán lẻ vì trực tiếp với khách hàng sẽ hiểu được cách họ sử dụng, chi tiêu, đòi hỏi và mong muốn là việc làm cần thiết. Quy trình lựa chọn tập trung vào 3 khía cạnh như sau. Đầu tiên là điều khiển nền kinh tế và kiểm soát thị trường của lĩnh vực mới mở rộng. Thứ hai là có tiềm năng lớn. Thứ ba là có mối liên hệ rõ ràng với trọng tâm kinh doanh. Họ rất nghiêm khắc trong việc đặt ra những tiêu chuẩn lựa chọn và dựa trên nhiều nguồn thông tin. Bản chất của mọi lựa chọn đều không hoàn hảo. Điều này đúng với những quyết định có liên quan tới cảm xúc hoặc lòng tự trọng. 3 yếu tố làm nên thành công của một dự án phát triển. Yếu tố thứ nhất, một trọng tâm kinh doanh vững mạnh. Mối liên hệ chặt chẽ giữa lĩnh vực mở rộng và trọng tâm kinh doanh là yếu tố cốt lõi và có tầm ảnh hưởng nhất tới khả năng tạo giá trị của mỗi công ty mỗi khi muốn thoát ra khỏi ranh giới của mình. McKesson đã thực hiện một dự án phát triển thiếu liên quan tới trọng tâm khi tìm cách cạnh tranh với Cardinal Health, dẫn đến sự thiệt hại đáng kể. Cái giá mà họ phải hứng chịu là đã vô tình tạo điều kiện cho các đối thủ cạnh tranh phát triển mạnh hơn. Vậy làm sao ta có thể ước lượng khoảng cách với trọng tâm kinh doanh? Phải xác định xem những lĩnh vực mở rộng có điểm gì giống hoặc tương tự với trọng tâm kinh doanh. Về các khía cạnh khách hàng, đối thủ, cơ cấu chi phí, các kênh phân phối, thế mạnh riêng lẻ. Thế mạnh này có sử dụng được trong lĩnh vực mới hay không? Nếu lĩnh vực mới có khoảng cách với trọng tâm càng bé càng tốt, càng lớn càng nguy hiểm. Yếu tố thứ hai là hướng các dự án mở rộng tới những lĩnh vực có lợi nhất. Đánh giá một nhóm lợi nhuận bao gồm việc đánh giá độ lớn nhỏ của ngành kinh doanh đó, lợi nhuận hiện tại, tiềm năng trong tương lai và tiềm năng lợi nhuận của những doanh nghiệp đầu ngành để bù vào chi phí vốn. Đôi khi một mô hình cạnh tranh mới có thể tạo nên những nhóm lợi nhuận mới. Sơ đồ nhóm lợi nhuận bao gồm nhóm lợi nhuận được tạo nên trực tiếp từ các bước mở rộng, tác động của các bước mở rộng lên khả năng sinh lời của trọng tâm kinh doanh, tác động của trọng tâm kinh doanh lên lĩnh vực mở rộng, vai trò của bước mở rộng trong việc tạo ra những cơ hội phát triển mới, nhóm lợi nhuận của khách hàng, nhà cung cấp và sản phẩm đi kèm. Yếu tố thứ ba đó là khẳng định tiềm năng kinh tế dẫn đầu. Một quyết định đầu tư mở rộng kinh doanh đòi hỏi một cái nhìn rõ ràng về khả năng tái đầu tư và chi phí phát sinh trong tương lai. Nếu một công ty không có tiềm năng kinh tế như những công ty đầu ngành, rất có khả năng công ty đó đã đầu tư quá tay. Những người phải chịu nhiều áp lực thường bị mất niềm tin, hãy tránh xa những số liệu mâu thuẫn. 4. Sắp xếp các động thái phát triển mở rộng. Tăng cường giá trị cốt lõi hay đầu tư mở rộng. Trạng thái của giá trị kinh doanh cốt lõi trong doanh nghiệp là đặc điểm chính trong mọi kịch bản liên quan tới các động thái phát triển mở rộng lân cận. Cơ hội phát triển hấp dẫn nhất có thể trở nên không hấp dẫn, phi thực tế, thậm chí bị hủy hoại khi gắn vào giá trị cốt lõi sai hoặc thời điểm không phù hợp. Nhưng một động thái mở rộng khá bình thường khi được gắn với giá trị cốt lõi mạnh mẽ, cùng với việc đầu tư nguồn lực sẽ đóng vai trò như một chất xúc tác, góp phần thúc đẩy sự phát triển mới doanh nghiệp. Vậy, làm sao để tái định vị giúp công ty thoát khỏi vị trí kẻ đi sau? Tình huống đầu tiên là công ty theo sau đột nhiên có khả năng tạo ra sản phẩm lợi thế cạnh tranh đặc biệt có giá trị cân xứng với công ty dẫn đầu. Tình huống thứ hai là công ty theo sau phát triển một chiến lược thành công trực tiếp, nhắm vào một công ty theo sau khác, củng cố, sát nhập hoặc mua lại công ty này. Cách khác là công ty theo sau tái xác định và xây dựng trên một phân khúc khách hàng hẹp hơn. Nhờ đó lòng trung thành của khách hàng được xây dựng thông qua một chiến lược phù hợp nhất, nghĩa là thu nhỏ để phát triển. Một cách khác nữa là để làm tăng lợi nhuận, hãy cải tạo một cách ấn tượng một dòng sản phẩm cốt lõi đã mất lợi thế của mình. Cốt lõi tan chảy đầy lo ngại. Thách thức trong việc quản lý một doanh nghiệp mà toàn bộ thị trường sản phẩm cốt lõi bị xói mòn như công ty sản xuất vải sợi tổng hợp khi người tiêu dùng quay lại sử dụng sợi cô tông, nhà sản xuất nhựa vinyl đã sử dụng trong đĩa hát. Tình trạng tan chảy giá trị cốt lõi có thể là một báo hiệu cho thời điểm nên kết hợp với một công ty khác, hoặc có thể giả định trạng thái mới trong một công ty đa cốt lõi. Đôi khi có thể biến đổi cơ sở hạ tầng, tận dụng thương hiệu sẵn có, đầu tư vào sản phẩm chính để chuyển sang kinh doanh dịch vụ. Để đạt được tiềm năng lớn nhất trong cốt lõi, đôi khi cần đến một cú sốc lớn nhất đối với hệ thống nội tại, thay vì can thiệp từ bên ngoài. Cải cách tiền lương, đánh giá, đào tạo, ưu đãi cho nhân viên trước khi phát triển ngoài ngành. 5. Thực hiện các bước mở rộng sang thị trường phụ cận. Quản lý các vấn đề trọng yếu của tổ chức có ảnh hưởng nhất định đến thành công hay thất bại. Các ngành kinh doanh cốt lõi mạnh nhất chắc chắn có đủ sức hấp dẫn để giữ chân những người giỏi nhất. Tuy nhiên, lực hấp dẫn này có thể ngăn dòng chất xám đến với những cơ hội mới. Phản ứng trái chiều tạo ra lực mở rộng các lĩnh vực kinh doanh phụ cận như sức hút của nam châm và làm suy yếu hoạt động kinh doanh cốt lõi. Những xu hướng này cần được quản lý nếu công ty muốn tăng trưởng lợi nhuận bền vững. Andy Taylor, CEO của Enterprise, nhấn mạnh: "Chúng tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu để tổ chức công ty vừa đảm bảo liên kết các lĩnh vực kinh doanh phụ cận chặt chẽ và chịu sự chi phối của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi." Như vậy, ba lăng kính thể hiện việc quản lý vấn đề này đó là: lăng kính phân chia kinh tế, đó là cần hiểu được phạm vi của sự phát triển mới và kinh doanh cốt lõi về sự tương đồng khách hàng, cơ sở hạ tầng, chi phí sản xuất chung, thiết kế tổ chức, giúp đảm bảo các điểm khác nhau được quản lý đúng đắn cả ở giai đoạn khởi đầu và giai đoạn chín mùi. Thứ hai là lăng kính phân chia quyết định. Việc thực hiện những quyết định mà tổ chức đối mặt về giá cả, sản phẩm mới, khoản chi chủ yếu, xác định vị trí khách hàng, v.v. Những quyết định thể hiện sự gắn kết nhất giữa yếu tố cốt lõi và yếu tố phụ cận là lựa chọn kênh phân phối và khu vực địa lý mới làm sao khiến thị trường liên kết lại với nhau. Lăng kính thứ ba là lăng kính phân chia văn hóa và hệ thống nhân sự. Văn hóa cốt lõi, thậm chí hệ thống gốc xoay quanh quản lý con người, không phải lúc nào cũng thích hợp để mở rộng. Công việc kinh doanh được tách biệt, một nền văn hóa riêng biệt được phát triển. Tuy nhiên, có những cách tiếp cận, chia sẻ kinh tế, quyết định chồng chéo và phù hợp văn hóa, có thể giúp hình thành các lựa chọn cho tổ chức kinh doanh ở thị trường phụ cận. Một số doanh nghiệp dùng phương cách kết hợp lai ghép bằng cách áp dụng cấu trúc tự điều chỉnh cấp cao, trong đó lĩnh vực kinh doanh phụ cận sẽ có riêng rẽ đội ngũ nhân viên bán hàng. Cấu trúc đơn giản là mô hình quản lý sản phẩm, trong đó đa phần sản phẩm dịch vụ hoạt động trực tiếp với khách hàng. Khi công ty mở rộng sang thị trường phụ cận sai lầm, gây thất vọng đủ sớm thì cần thiết phải rút khỏi thị trường phụ cận để giảm tính phức tạp trong quản lý và giải phóng các nguồn lực cho những hoạt động có hiệu quả về sau. 6. Sự chuyển động thông qua mở rộng thị trường kinh doanh phụ cận, tái xác định hoạt động kinh doanh cốt lõi qua các lĩnh vực phụ cận. Tất cả những công ty một thời thịnh vượng đã không thể thích ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của những điều kiện thị trường, đã bị sụp đổ nhanh chóng. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất sắc nhất, tốt nhất nên học cách thích nghi với sự thay đổi mới nhanh hơn, không thể tụt hậu và kiến tạo giá trị trong thời gian dài hơn. Một cách để đạt được điều này là xác định lại yếu tố kinh doanh cốt lõi. Nhưng bằng cách nào? Lý do các công ty sụp đổ là bởi các công ty đó đã bị đối thủ cạnh tranh vượt lên. Họ đã thất bại trong việc thích ứng và tái xác định lĩnh vực cốt lõi. Những công ty có lịch sử dài và bất ngờ chuyển biến, thậm chí thay đổi hoàn toàn, có mặt khắp các lĩnh vực bao gồm American Express, Tetra Pak, Lloyd Payne, UBS, Enterprise Brand Account, Tesco, v.v. Họ chuyển biến mạnh mẽ đến giai đoạn bền vững, tăng trưởng có lợi nhuận bằng cách thúc đẩy yếu tố kinh doanh cốt lõi. Sau đó tìm cách phương pháp để mở rộng thị trường vượt qua lĩnh vực kinh doanh cốt lõi một cách phù hợp và có lợi nhất. Chúng tôi nghiên cứu và xác định 4 yếu tố quan trọng cho việc mở rộng kinh doanh phụ cận cùng hiện hữu và xảy ra đồng thời. Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mạnh làm nền tảng cho các bước chuyển sang lĩnh vực phụ cận. Các bước chuyển sang lĩnh vực phụ cận phải đáp ứng các tiêu chí liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực cốt lõi, nguồn lợi nhuận lớn và tiềm năng thống lĩnh kinh tế. Công thức lĩnh vực liền kề hoặc nhượng quyền thương mại lặp lại. phương pháp tổ chức dễ dàng thích ứng và có khả năng nhân rộng để quản lý lĩnh vực phụ cận. Các tiêu chí trên có vẻ rõ ràng nhưng rất nhiều công ty vẫn đang loay hoay khi áp dụng chúng. Những công ty xuất sắc thường khắt khe trong việc cấp vốn cho ý tưởng mới. Chỉ sau khi gây dựng được yếu tố cốt lõi, các bước chuyển biến và nghĩ đến một loạt các bước tương tự trong tương lai, họ đặt ra tiêu chí buộc các dự án phải đạt được tăng trưởng lợi nhuận sau 2 năm và tự nguyện rút khỏi thị trường phụ cận nếu công ty không đạt được tỷ suất hoàn vốn. Như vậy, một chân lý vĩnh cửu, sự tập trung là sức mạnh. Sự căng thẳng vốn có giữa tập trung và tăng trưởng mãi mãi là một vấn đề khó trong những quyết định của một cái doanh nghiệp. Tôi nhớ tới một câu nói của Andrew Carnegie là một thương gia thành công nhất đã khuyên như thế này. Người ta thường khuyên bạn đừng đặt hết trứng của bạn vào một giỏ. Đó là lời khuyên sai lầm. Tôi khuyên bạn hãy đặt hết số trứng mà bạn có vào một giỏ và canh chừng chiếc giỏ đó cẩn thận. Đầu tư và làm tốt trong một lĩnh vực dễ dàng hơn đầu tư vào nhiều lĩnh vực và đa phần các dự án đó đều thất bại. Như vậy, vượt khỏi cốt lõi, Beyond the Core thể hiện cái trạng thái căng thẳng giữa sự thoải mái và cảm giác tập trung, sức cám dỗ và sự cần thiết phải tiến đến nơi chưa từng được biết đến. Công ty chính là tổ chức cân bằng những lực lượng đối lập tốt nhất để tạo ra những giá trị cho tương lai. Như vậy, bạn vừa lắng nghe xong tác phẩm Vượt khỏi cốt lõi Beyond the Core của tác giả Chris Zook. Để có thể đăng ký suất học về thị trường ngoại hối cũng như là chứng khoán Mỹ miễn phí, bạn hãy truy cập vào trang web www.hoanngocson.com để liên hệ với chúng tôi ngay. Chỉ còn 15 suất học miễn phí mà thôi. Đồng thời, bạn đừng quên ấn like và subscribe để có thể nhận thêm nhiều video mới hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục audio sách nói tiếp theo.